Xin chào quý vị và các bạn có nhận ra giọng ai không? Tớ là trái đất xinh đẹp nè. Hiện tại, tớ đang đứng ở cổng trường trung học phổ thông Lê Thành Phương. Các bạn thấy không, bên cạnh mình là cổng trường an toàn giao thông đó. Nhưng, gần kia lại là một khu tập kết rác. Chúng ta hãy lại xem bãi rác này nhé. Các bạn thấy ghê không? Thấy khói bốc lên chứ? Các bạn có biết bãi rác này có từ đâu không? Bãi rác này được hình thành là do khu dân cư được sinh sống bên khu vực trường thải ra. Mặc dù đã được nhiều lần dọn dẹp nhưng rác lại cứ mọc lên. Nó không chỉ gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất mà còn ô nhiễm cả nguồn nước. Trước khi đi vào trong trường, chúng ta hãy nhìn lại bãi rác này nhé. Ngay khi vào cổng trường, cả nhìn đập vào trước mặt tớ là rác. Rác này không phải do khu dân cư thải ra, mà do chính học sinh thải ra đấy các bạn ạ. Vâng, các bạn thấy đó, đấy là sân tập thể dục của trường. Nhưng một góc của sân lại là rác thải. Mặc dù vị trí đổ rác lại nằm đúng ở vị trí kia, nhưng rác lại được đổ ở vị trí này. Nhiều lần, trường tổ chức lao động để dọn dẹp rác, nhưng vẫn chứng nào tật đấy, một số học sinh lại đổ ở đây. Họ có nghĩ đến việc khi mình học thể dục, rác bốc mùi lên, họ học không được thì phải làm sao không nhỉ? Mong rằng, ban giám hiệu nhà trường, đoàn trường, khu dân cư, sống ven trường và toàn thể học sinh trong trường, trung học phổ thông Lê Thành Phương sẽ biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp để được học trong một ngôi trường thân thiện. Đây là những lời tôi nói cho các bạn, nên các bạn đừng nói cho Thái Dương nghe nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tạm biệt. Thank you and goodbye.